Tuần trước, mụ vợ theo mẹ vợ về quê chơi một tuần nên ông Hồ phải phụ trách cơm nước giặt giũ. Vừa giặt, ông vừa nghĩ, vậy là mẹ to hơn mụ, mụ nhỏ hơn mẹ, bởi vì mẹ vợ đẻ ra mụ vợ lạnh mà. Sau đó, mụ lại theo em mụ và mẹ mụ đi du lịch. Mỗi đêm, ông Hồ đều mò xuống dưới rồi leo lên lầu coi cửa khóa chưa. Hồi đêm, khi tắt đèn, ông ngờ ngợ hình như chưa khóa cửa trên sân thượng. Sân thượng này nằm kế sân thượng căn nhà mà mấy em chân dài thuê để dạy massage chăm sóc sắc đẹp. Nếu không khóa cẩn thận thì các em có thể nửa đêm mò qua phá đời ông. Nhưng ông nghĩ chắc lúc mò ra hút thuốc xong đi vô đã khóa rồi. Thế là ông chìm vô giấc ngủ đầy ta nói mộng mị. Sáng nay lên lầu, ông Hồ choáng váng khi thấy cửa mở tanh banh. May mà không có ai mò qua phá hoại trinh tiết của ổng, hú coi như là hồn. Ấy thế mà khi mò ra cổng, ông Hồ gai người khi thấy mấy chục chùm nho bị vặt sạch, kẻ trộm còn lấy luôn cái bao bọc trái. Ông Hồ buồn lắm, nhưng ông tự an ủi. Thôi, của đi thay chinh. Thế là từ chỗ đang buồn, ông chuyển hẳn sang không buồn nữa. Xin chào đại gia đình Thích Trồng Cây. Vừa rồi là câu chuyện buồn tào lao xịt bụp của mình về cây nho. Cái nho này là mới vừa bị mất khoảng 40 chùm trái, bởi vì nó lòa xòa xuống cổng ngang tầm tay người, mà mình đã bọc kỹ rồi và mình nghĩ người ta cũng tôn trọng cái công sức của mình nên là mình để vậy. Và mình thấy nhiều người đi ngang qua trầm trồ nói nho đẹp quá, thế là mình hứng chí mình để, và một sáng thức dậy thì coi như mất hết khoảng 40 chùm. Bởi vì mình đếm cái số lượng mà bao bọc trái mình mua 100 cái bọc lên bao nhiêu là mình biết nó mất khoảng 40 chùm. Và người ta không chỉ hái nho mà hình như người ta còn muốn lấy cái bao bọc trái á, thế là bao cũng không còn mà nho cũng không còn. Nho này thì đang chuyển màu, tức là nó đang ở giai đoạn chua, chua nhiều hơn ngọt. Còn nếu màu xanh thì rất chua. Thì khi nho còn xanh thì mình có thể hái vô nấu canh được, nấu cái nước á, rồi sau đó mình nấu những cái rau khác vô thì nó sẽ thành chua chua, rất thanh và rất là dễ nuốt. Thì đây là nho đang chuyển màu. Mà màu nho là màu nhau đâu có gì, bởi vậy mình thích trồng nho là vậy đó. Cái loài nho Anden này thì khi nho chín đen thì nó mới ngọt, và chín đỏ thì vẫn còn chua, chua chua ngọt ngọt. Hôm rồi khi mấy cái chùm nho này vừa chuyển màu á thì bà xã bà hái một trái bà ăn xong bà kêu chua té đái. Cái bà nói hèn gì đi ngang nghe mùi khai không, bà nói vô duyên. Thì tùy theo khẩu vị mỗi người, có người thích chua chua ngọt ngọt thì ăn lúc nó đỏ, còn người nào mà thích ăn ngọt ngay một liệm thì hái lúc nó đen xì đó. Thì đây là dàn nho ở dưới sân nhà của mình nha quý vị. Thì vừa rồi là nho dưới sân nhà của mình thì nó được trồng trong cái bồn, còn đây là nho ở sân thượng và trồng trong cái thùng xốp. Thì đây khi chín đen như thế này thì cái loại nho này nó mới ngọt, còn như đỏ như thế này là chưa ngọt mà chua chua. Đây, đỏ như này là vẫn còn chua chua nha quý vị. Nhưng mà mình thích ăn chua chua ngọt ngọt thì mình hái hái luôn. Nó chín không đều bởi vì nó thiếu ánh nắng. Mình bọc á, nắng đều á, thì nó sẽ chín đều hơn. Có mấy chùm gọi là mình nói chuyện tào lao xịt bụp và trồng cây cũng tào lao xịt bụp. Cái nho Anden trên mái nhà này thì nó có 20 chùm, đang có 20 chùm. Do nó chín không đều nên mình hái từng trái chứ không hái nguyên chùm được. Đó, đen xì như này mới ngọt nha. Trái đỏ bên bìa là chua nha. Chua chua ngọt ngọt. Đó, cái nho Anden mà mình vừa hái trái là nó trồng trong thùng xốp này. 60 nhân 60 nhân 50 cm và gốc cũng khá to. Còn đây là một cái thùng xốp 40 x 30 cm, cao có 30, rộng có 30 và dài 40 cm. Mình có đôn thêm cái này nữa được 57 cm nữa, và cây như thế này mà lên cũng có trái, và mình cứ hái ăn lai rai nè. Đây gọi là nho xanh. Bây giờ mình sẽ hái nguyên cái chùm nho xanh này.
Rồi sau mấy phút lật hái thì tôi có được một chén nho Anden và mấy chùm nho xanh. Nho xanh thì ăn ngọt ngay à, còn nho này phải đen mới ngọt, nhưng đặc biệt nho này rất thơm, nho Anden này rất thơm, mùi thơm rất đặc biệt. Còn nho này thì có mùi nho thôi, bình thường thôi và ngọt ngay à. Đây tôi sẽ ăn một mình thôi, tại vì dưới nhà đã có nho người ta tặng rồi, ăn không hết. Vợ con ăn dưới đó, mình ăn trên này. Mỗi khi mà mình khát nước, mình cứ mở cái bịch ra, mở cái bao bọc ra, mình xơi vài trái. Nói chung cũng chua chua ngọt ngọt, cũng thú vị trong mồm. Rồi, xin chào quý vị. Ở đây là chùm nho xanh. Mời mọi người cùng ăn nha. Không cần rửa gì hết á, bởi vì cũng không xịt thuốc gì. Mùa này là mùa mưa nên là nho bị bệnh và lẽ ra phải xịt thuốc, nhưng mình không xịt, bởi vì trồng để ăn mà. Ngọt ngay, quá thơm luôn, không chua. Giấu một chùm nho trong cái tô to, tôi bước ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Nếu là mùa nắng thì nho sẽ nhiều hơn, do tôi sẽ hái cho hàng xóm. Còn mùa này thì nhiêu đây là mắc cỡ lắm. Mớ nho này là nho đèo, nó ra bông vô mùa mưa cho nên là trái không to nổi. Bên đây thì to được mà bên đây không. Bây giờ mình lùa nguyên cả này vô miệng, vô mỏ luôn. Rất ngọt luôn. Không có hột luôn. Rồi, xin chào quý vị, đây là một cái thùng xốp nhỏ trồng lên thùng xốp vừa để mình trồng một cây nho. Nho này là nho kẹo, thì đây mình trồng chưa đầy một tháng mà cộng khá mập. Thì để trồng một cây nho thì ta trộn phân thật nhiều, đất thì có đất thịt bên trong để nó có mùn. Nói chung trồng cây ăn trái thì mình nên có đất kết dính, đất nhiều mùn để mình trồng, ví dụ đất Vinatap hoặc là đất đỏ Bà Gian á. Trộn với nhiều phân chuồng, phân hữu cơ đó, phân chuồng ủ hoai, ví dụ như là bò dê ủ hoai. Còn đây là mình chỉ bón phân gà Nhật không à, từ đầu đến cuối là phân gà Nhật hết, tại vì mình thấy nó tốt và khỏi phải ủ vậy thôi. Thì cây khi cây lên thì những cái chồi nách dọc thân thì mình bỏ đi đó. Còn chú ý là nhiều loại nho là người ta ghép thì mắc ghép nó có một cái sợi ni lông quấn, thì mọi cái chồi nào mọc bên dưới cái vết quấn á thì ta phải lặt bỏ. Ví dụ đây nè, cái vết quấn ở trên đây, chỗ ghép trên đây mà bên dưới nó mọc ra cái chồi này thì ta vặt bỏ đi nha, bởi vì chồi này là chồi nho dài đó. Và khi cây ổn định thì mình bỏ, lột bỏ cái mắt ghép đi để nó không bị thắt eo lại. Thì khi cái nho, dây nho này mà nó bò lên trên giàn thì mình cho nó bò tiếp thêm nửa mét và mình cắt bỏ nửa mét đó, nửa mét đến một mét nha quý vị. Tức là bò lên giàn rồi mình cho bò tiếp nửa mét đến một mét và mình cắt cái phần phần bò dài thêm đó, thì ngay trên giàn này nó sẽ bung ra một số nhánh, thì mình sẽ chừa lại hai nhánh thôi, gọi là hai nhánh cấp 1, hai nhánh chính cấp 1, và lại chừa cho nó bò dài ra, mỗi nhánh mình lại cắt ngang đi thì nó sẽ mọc ra nhánh chính cấp 2 của mỗi nhánh cấp 1, tức là nó nhân cấp số nhân lên và mình cứ cắt tiếp. Mỗi lần cắt thì nó sẽ ra nhánh, và tùy theo cái cây nó sung hay không. Nếu nó sung thì ngay khi mình tạo nhánh cấp 1 nó đã ra bông và đầu trái rồi nha quý vị. Tức là chỉ cần 3-4 tháng đã nho bắt đầu cho trái. Nhưng mà các bạn nên để nó qua nhánh chính cấp 2, nhánh chính cấp 3 thì mới cho ra trái. Còn mà mới cấp 1 đã cho ra trái thì cái sức phát triển của cây nó bị chậm lại nha quý vị. Thì trên mỗi cái dây nho nó có những cái chồi nhỏ này, mầm, những cái nhánh nhỏ li ti, thì đó gọi là nhánh phụ.
gọi là trồi nách thì cái này mình ngắt bỏ. Thì ở cùng với trồi nách là những cái khối u như thế này. Đây, đây là khối u này. Gọi là mâm ngũ nha quý vị. Mắt ngũ hoặc mâm ngũ. Thì khi mình cắt từ ngọn vô, mình cắt ngang đây, từ ngọn vô mình cắt đi, thì nó sẽ bật ra những cái chồi ở đây rất khỏe, gọi là nhánh chính nha quý vị. Thì vậy thôi. Trồng nho chủ yếu là trộn phân thật nhiều ban đầu để cây sung sức, và nên bón định kỳ mỗi tháng một lần bằng phân hữu cơ tan chậm. Lâu lâu mình có thể rải thêm hoặc là tưới thêm NPK tím cho nó khỏe cây. Cắt cành để ra bông á, thì mình nên cắt vào mùa nắng để trái đậu được nhiều và không bị sâu bệnh tấn công, rầy bệnh tấn công. Còn nếu mình vào mùa mưa như thế này thì cây rất dễ bệnh. Đây là những điều rất cơ bản nha. Còn những người làm vườn chuyên nghiệp thì họ sẽ dùng phân, dùng thuốc rất nhiều. Còn mình trồng để ăn, cho nên mình chỉ nói là trộn phân hữu cơ ban đầu thật nhiều và bón phân hữu cơ tan chậm dạng viên đó định kỳ mỗi tháng một lần, một năm, để cây phát triển mạnh ngay từ đầu, thì sau đó mình sẽ dễ xử lý cho ra trái hoặc là cho phát triển thành những nhánh chính cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi video của mình đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.